Chào các bạn. Nhắc đến đi lăng thì phải nói tới sang trọng, đẳng cấp. Đó. Đi lăng 150 mới sơn dọn mới hết toàn bộ từ trong ra ngoài. Cho một em trai phải gọi là cực kỳ may mắn. Lột xác biến hình cho chiếc đi lăng. Thì xe này là anh chủ xe là được ông anh đi nước ngoài tặng lại và đem qua mình kiểm tra hết toàn bộ là dàn ngoài máy móc, là để coi là làm mới lại hết hoàn toàn. Và cái cục máy này thì có một cái điểm rất là đặc biệt là cái xe này một chủ từ 2003 tới bây giờ và mới chỉ chạy có 33.000 km. Và ảnh nói là cứ kiểm tra cục máy kỹ coi như thế nào, tại vì cái người mà cho ảnh thì nói là cục máy zin hết hoàn toàn và chưa đụng chạm gì hết. Và cũng rất là bất ngờ khi là mở chiếc xe này ra thì đúng là cục máy là hoàn toàn chưa đụng chạm luôn anh em. Cục máy còn zin luôn nha. 2003 tới bây giờ là 21 năm và cục máy xe này còn zin hoàn toàn. Đó, nó chỉ bị khiêu láp và cái dàn ngoài thì đó nó xuống cấp rất là trầm trọng, là anh em thấy ở đây. Đó. Xe này là xe zin màu bạc luôn nha anh em. Đó, biển còn 4 số là anh em thấy rất là uy tín. Rồi. Yên bọng đồ này nọ, nhựa hở các thứ. Thì mình sẽ đồng hồ LCD cũng hư luôn. Và khách chịu chơi nên là đập hẳn một cái dứt hẳn một cái dàn đèn mới luôn nha anh em. Đó thì khi nào mà đảm bảo là xe này dọn lên thì sẽ rất là long lanh. Bởi vì máy móc thì còn zin nguyên vẹn, mình chỉ bảo trì phục hồi lại thôi chứ không có can thiệp sâu. Nằm nồi niêu son chảo này lại phục và trang bị cho nó những cái món đồ phục vụ tiếp tục cho cái cuộc hành trình của chiếc xe này. Đó, 33.000 km, 21 năm, 33.000 km, máy móc zin êm ru. Đó thì đây là một cái, phải nói là một cái siêu phẩm mà rất là đáng để hả dọn lại lên clip đồ này nọ nha anh em. Đó, dọn lại hết dàn ngoài, hết máy móc từ trong ra ngoài thì bây giờ mình sẽ rã ra cho anh em xem. Bất ngờ thì cái cục máy này nó còn zin nha, bốn ốc đầu chưa mở còn sơn luôn, cam cò zin. Và đặc biệt là anh em đừng có coi cái chỗ đó không, ngoài cái chỗ mà bốn ốc đầu anh em phải coi luôn có hai ốc rút lòng rồi đó. Hai ốc này nhiều người cứ tập trung coi cái khúc này không à, không có coi hai này đó. Nếu mà muốn rút cái lòng ra thì bắt buộc rút cái đầu ra thì bắt buộc phải có tháo hai ốc này mới rút lòng với lại rút đầu ra được đó. Và hai con ốc này thì còn rất là đẹp luôn. Và đây, bánh cam chưa có dấu hiệu mở luôn nha anh em. Đó. Rồi, thì ngoại hình thì đương nhiên 20 mấy năm thì anh em cũng hiểu rồi. Trong thì cũ hết rồi, xì sụp tùm lum hết. Ok, thì cái máy này mình canh chỉnh lại và mình thay cái ron đầu thôi. Còn lại nồi niêu son chảo láp thì mình sẽ làm lại hết. Và sườn thì đây. Đó, xét có phần này thì nhìn nó là sắp mục rồi nha anh em. Đó, còn dàn nhựa thì bên ngoài thì cũng không còn đẹp gì mấy, là bởi vì chạy lâu rồi. Đó, đây cổ bô đĩa mòn khuyết luôn, vỏ thì chắc chắn là phải thay lại vỏ rồi. Đó, đây theo thắng cùm. Thì nếu mà có những cái bộ phận này mà không còn ngon thì mình sẽ, nếu còn ok thì mình sẽ thay Ford, thay trong đây, tiết kiệm cái chi phí thay heo. Đó, còn nếu mà con heo ra hư quá rồi thì mình sẽ thay nguyên con heo. Và kể cả cái cùm thắng cũng vậy nha anh em. Đó, trong trường hợp nếu mà thay quá không có Ben với Ford trong đây mà hết thay được luôn rồi, lỏng quá rồi thì mình sẽ thay. Còn trong trường hợp nếu mà còn xài được thì mình sẽ sử dụng, mình xài lại. Đó, xe mở ra thì
còn rất ít nước luôn. Nói chung là qua đây là thời điểm này là hợp lý, chứ để chạy mấy bữa nữa không biết cái lớp B luôn. Quạt thì nó hư rồi. Rồi ok, bây giờ đây anh em thấy đó, rất là dơ. Và những cái góc này thì bình thường mà cái máy quay bình thường không có chọc vô được đó. Đây hệ thống bơm nước rồi này nọ thì cũng đã mở ra làm nhiều là bình xăng con còn zin, có lẽ là 20 mấy ngàn cây, 30 mấy ngàn cây mình có thể phục hồi lại đó, không nhất thiết là phải ấy, không nhất thiết là phải thay hay là đụng chạm gì quá nặng cái phần này đó. Đó. Và mọi thứ thì dơ nhưng mà cũng còn khá là nguyên vẹn nha. Đó, những cái ống nước này là những cái rất là quan trọng, anh em cứ chú trọng cái việc thay nước cho anh em quên cái phần ống nước giải nhiệt nước như thế này đó. Nếu mà chưa rách chưa tuôn còn đẹp thì xúc rửa là ok, còn nếu mà tét những cái đầu này nó bị tét thì bắt buộc là phải thay nha anh em đó. Ok rồi, giờ biến hình cho em nó đó. Tại sao gọi là may mắn? Không phải là may mắn là bởi vì được gặp mình để dọn xe, mà là em trai này được cho là chiếc xe, và chiếc xe này là chiếc xe máy móc còn zin, hoàn toàn chưa đụng chạm luôn anh em đó. Zin đến nỗi mà mình coi khi mà mình nhận chiếc xe này, mình em trai đó kêu mình là kiểm tra giùm cái máy để coi có cần phải làm lại hay không. Mà mình nói lúc đó anh em biết sao không? Mở ra thì lâu ngày nó bụi rồi, nó dơ, nó xét rồi này nọ. Thì nhìn hai cái con ốc đầu với lại hai cái con ốc chân lồng đó, thì phải nói là nhìn thì y chang là mở rồi. Nhưng mà không phải. Hóa ra là nó ẩn đằng sau cái lớp dơ đó anh em. Đó, chà hai cái con, bốn con ốc, chà hai con ốc nắp dao, hai con ốc chân lồng ra một cái đẹp long lanh luôn. Đó, cái máy này, xe này là em trai được tặng lại đó, chính chủ sang tên, và đặc biệt cái máy móc zin 100% đó. Còn bên ngoài thì nó đã cũ, nó đã trầy trụa theo năm tháng, đèn đuốc đồ này nọ nó xuống màu đó, vàng nhựa nhám thì chỗ này mẻ chỗ kia bể, rồi yên thì rách đó, tem thì gần như là không còn, đồng hồ thì hư. Những cái bệnh qua những cái bệnh mà chung chung của đi lăng thì anh em cũng biết rồi, láp thì hú cực kỳ lớn, nồi niêu son chảo chỉ có được cái máy zin thôi, nồi niêu son chảo thì hư hết rồi, phải làm lại hết toàn bộ. Đây giới thiệu với anh em một con đi lăng đẳng cấp sang trọng, chưa bao giờ lỗi thời. Phải nói là chưa bao giờ lỗi thời bởi vì chính bản thân những cái chủ xe đi lăng hoặc là những cái anh em mà chơi xe xung quanh đều nhìn, khi mà nhìn thấy cái mẫu đi lăng anh em thấy không, đầu nhọn, thân bự, đít nhọn đó, mọi thứ nó rất là hài hòa, rất là đẹp. Bởi vậy phải nói là đi lăng một mẫu xe chưa bao giờ lỗi thời, mặc dù chiếc xe này là từ 2003 tới bây giờ, 2003 tới bây giờ, hôm nay của tuổi đã được 21 tuổi rồi anh em, 21 tuổi máy móc zin hết 100%, phải nói một câu của bền tại người đó. Rồi ok, đi sâu vô chi tiết thì cái em trai này nè thì cũng không có nhu cầu là phải dọn là zin đét hết toàn bộ để như catalog nguyên bản đó. Em trai này trẻ nên là sau một hồi anh em tư vấn thì quyết định là phủ cho em trai một cái lớp sơn màu xám xi măng mới nhất đó của nhà Honda. Thì cái màu xám xi măng này là mình lấy của SH350 xuống. Rồi dàn chân thì đương nhiên phải là đen sporty, thì mình có tư vấn là nếu mà đen mờ hết toàn bộ thì sẽ rất là chìm, đen bóng hết toàn bộ thì nó sẽ bị nổi, bị trội quá. Thì cái kiểu phối sporty của mình, đối với những anh em nào mà thích sporty, có nghĩa là sao? Phuộc trước đen mờ, cặp mâm thì đen bóng, lốp nồi sau đen mờ, gấp đen bóng đó. Và sau khi mà phủ một cái lớp sơn như thế này, xám xi măng sporty như thế này, thì không thể thiếu một cái yên chỉ đỏ. Đây đó, tông phải xuyệt tông nha anh em, làm cái gì nó phải là tông xuyệt tông, nó hợp thời hợp lý với nhau đó. Đã sporty đương nhiên là phải đen chỉ đỏ. Thêm một cái điểm nữa là anh em biết sao không, cái em trai này thì hơi bự con thôi, thì cũng cỡ mình, gọn hơn mình chút đó.
Thì khi mà đi cái đì lăng á, mà màu xám và vàng chân đen như thế này nè, thì mình nhìn xuống con heo với cây phuộc nó đều là đen hết, thì nó sẽ bị chìm quá. Đó, quay qua đây em. Nên là giới thiệu với anh em, mình tư vấn cho em, nói là thôi em ơi, bây giờ em tướng thì cũng bự bự đó, mà cái xe xa xa đây em, xe thì ở hả dàn chân mà đen thui hết, mà cái gặp cái bánh xe này nó nhỏ nữa đó, cái bánh xe này nó nhỏ, thì nếu mà mình để heo đen với lại phuộc đen thì ok, ngầu vẫn chả sao, nhưng mà theo anh thấy thì nên là lên heo đỏ, phuộc sau lò xo đỏ luôn đó, cho nó đúng catalog một chiếc SH350 2023-2024 mới nhất đó. Và xe, những cái chiếc xe mà mới nhất sau này của Honda, Jin, thì anh em cũng thấy là phối heo đỏ trước và phuộc đỏ sau thì cũng rất là bình thường. Và khi mà mình làm hai món này lên xe này, phải nói mình thấy, mình thật sự mình thấy nó rất là hài hòa, rất là đẹp luôn đó, rất là kích thích cái ánh nhìn luôn anh em đó. Heo đỏ và phuộc sau đỏ đó, hai cái điểm nhấn, tuy là chỉ không có cần phải thay gì nhiều hết đó, đường nào cũng sơn lại con heo. Phuộc sau thì đã thay là phuộc SHI 150, bởi vì cái phuộc zin đi lăng thì nó rất là yếu và đã chạy hai mươi mấy năm rồi thì có đi phục hồi nó cũng không còn ngon lành gì hết, nên đa số đi lăng là mình sẽ khuyên anh em là thay luôn hẳn một cặp phuộc của SH 150 ý vô. Rồi thì cặp phuộc sau thì mình lấy cái lò xo zin ra mình sơn đỏ, heo trước thì vẫn là heo zin sơn đỏ đó. Anh em thấy là tổng thể cái con đi lăng này, phải nói là sau khi mình dọn ra thì nó, mình cảm thấy rất là thích thú với là cái mẫu này luôn anh em đó. Đây cũng là một cái mẫu để anh em có thể tham khảo để dọn nó đi lăng lại con đi lăng của mình. Có nhiều người thì thích theo kiểu zin hết toàn bộ nguyên bản, còn đây thì là một em trai mà còn trẻ trung đó, một em trai tuổi đời còn trẻ thì chơi một cái màu như vậy thì nó cũng là rất là hợp thời. Rồi ok, đi sâu vô chi tiết thì máy móc thì zin thì mình không nói tới nữa. Đề ba đầu tiên vô cái phần, cái đây gọi là cái phần bàn thờ nè anh em. Thì khi mà anh em nhìn vô một chiếc xe mà có keng hay là không keng thì đầu tiên anh em sẽ nhìn vô cái dàn đèn. Tiếp theo là anh em sẽ nhìn vô vỏ xe, dàn chân, và tiếp theo nữa là cái bàn thờ đó. Còn một số người thì người ta nhìn cái bàn thờ là nhìn cái đầu tiên luôn. Đây gọi là cái bàn thờ. Rồi. Thì cái đó là cái chữ, cái cụm từ đó là người xưa giờ người ta sử dụng rồi. Đó. Còn đây thì mình đây. Phần đầu đồng hồ. Đầu tiên thì đồng hồ chạy lâu hư cái LCD thì mình cũng đã sửa lại cái LCD, anh em thấy không? Đó, tuy là màn hình là qua màn hình điện thoại nhưng mà anh em thấy số rất là rõ ràng đó, và nó không bị ố, không bị đen, thì cái này sửa là cái một. Tiếp theo nữa thì đa số là anh em sẽ bị hư cái hai cái cây kim này, chạy cà giật, thì hai cái kim này nói chung nguyên cái đồng hồ này dù nó bị tình trạng như thế nào thì mình cũng vẫn sửa được hết, trừ một số trường hợp hiếm hoi nó hư, nó liệt quá rồi đó thì không sửa chữa lại được thôi. Đó, nên là những cái vấn đề như là mặt kiến đồng hồ, cái LCD đồng hồ hiển thị và hai cây kim chỉ sai số đồ này nọ thì những cái đó có thể fix, có thể sửa được hết. Rồi tiếp theo thì mặt kiến đồng hồ thì mình đã thay mới, nhìn cho nó trong veo, nó đẹp đó, nhìn cho nó trong, nó đẹp. Rồi xe thì dàn nhám mình đã phủ lại một lớp sơn đen mờ, anh em thấy góc cạnh nước sơn rất là đẹp nha anh em đó, bao bền luôn, bởi vì mình sơn xe là mình bảo hành anh em là 5 năm mà đó, màu sơn mình dám bảo hành 5 năm, màu dàn chân tĩnh điện thì mình dám bảo hành 10 năm mà đó, nên là đương nhiên cái chất lượng sơn của bên mình thì sẽ rất là đẹp, rất là ok và bền theo thời gian, không có những cái vấn đề như là chóc mẻ hay là xuống màu tàu lao này, mía lao này nọ đó, không phải sơn bị ăn liền đó, sơn rất là kỹ, xử lý phần nền. Muốn sơn một cái dàn nhám một xe đã cũ như thế này thì nó có hai phương án xử lý. Một là tẩy ra hết, xử lý cái phần nền đó. Hai là có thể là xử lý theo cái kiểu là cũng tẩy nhưng mà nó nhẹ tay hơn một chút. Thì tùy cái tình trạng vô tình trạng đồ của anh em. Đó là mình có cách xử lý riêng. Miễn sao là ra là anh em là một cái lớp sơn phủ lên chắc, đẹp. Đó, góc cạnh của những cái chi tiết nè anh em thấy không? Đó, góc cạnh chỗ nào cần nhám là còn nhám hết. Chỗ nào góc cạnh là góc cạnh đó, những cái nét nào na ra nét đó đầy đủ hết, nó không có bị gọi là láng hay là bị mờ những cái góc cạnh này của anh em đó. Và cái dàn nhựa này thì còn đẹp, mình rà lại hết nên anh em thấy là gần như là sát mí hết toàn bộ, anh em thấy không? Đó, rồi cùm thắng thì mình phục hồi lại
Bao tay thì mình sử dụng bao tay của bên mình. Đây, bao tay B2B có logo Phượng Hoàng đang tung cánh bay lên, chứng tỏ là một cái kỷ nguyên mới sẽ bắt đầu nha anh em. Đó, cái kỷ nguyên mới bắt đầu, và cái kỷ nguyên này là sẽ của mình và em ruột mình. Đó. Rồi tiếp theo một cặp gù Acti gắn vô cho nó có gọi là có điểm nhấn nha anh em. Đó, tại vì mình đang dọn cái xe mà trẻ trẻ mà phong cách trẻ trung mà, thì mình thay hai cái món này. Đó, nó sẽ rất là ok luôn. Và bao tay của bên mình làm thì rất là bám tay. Đó, bữa giờ bán cũng nhiều rồi. Anh em mà có trải nghiệm cái bao tay này rồi thì sẵn coi clip này, anh em vô, anh em comment đó coi phải cái chất lượng của mình làm ra nó có đúng với lại cái mình quảng cáo hay không. Kiến thì sử dụng kiến chiếu hậu H2C, màn hình xanh, mặt kiến xanh chống chói. Đây, kiến này thì gắn vô, phải nói là gắn vô xe nào cũng đẹp hết anh em. Đó, kiến này phải gọi là quốc dân luôn rồi. Tại vì nguyên một cái thân nhôm, nguyên một cái khối bằng nhôm, mặt kiến thì nó rất là chắc chắn, nó không có bị lỏng lẻo, ợp ẹp. Đặc biệt thì mặt kiến nó còn được phủ một cái lớp xanh chống chói nữa. Anh em có đi trời nắng hay là anh em đậu xe nó không có bị chói, ngoài đường không bị chói. Đó, cũng không có bị phản cảm với lại những người xung quanh. Đó, nên là cái kiến này chưa kể nó còn xoay được. Đó, 9 phương 8 hướng luôn. Anh em muốn nó thế nào thì nó thế đó. Muốn chìa ra coi được nhiều thì quay ra. Đó, muốn gọn vô thì quay vô, vậy thôi. Rồi, ok. Tay thắng zin sơn đen. Rồi, đi xuống phần này. Đây. Đó, em trai chịu chơi nha anh em. Quốc full một bộ đèn mới của Đì Lăng. Hàng cực độc, cực hiếm. Đó, và không bao giờ. Đây thực sự bộ đèn của Đì Lăng ngày hôm nay phải gọi là, tuy là một món đồ zin chính hãng thôi, nhưng mà phải gọi là không dành cho số đông. Là bởi vì giá cả của ngày hôm nay rất cao. Đó, không phải, không, rất cao thì cũng phải, khá là cao nha anh em. Đó, khá là cao. Riêng bộ đèn này thôi, đó, đã hơn 10 cũ rồi anh em à. Một cái pha trước nè, hai cái xi nhanh. Xi nhanh là mới hết toàn bộ nha. Mặt kiến mới ngoài và cái đế trong mới luôn nha anh em. Và nguyên một cái đèn đế, một nguyên một cái đèn lái sau mới. Đó, thì nguyên một bộ đèn này không đã là hơn 10 cũ. Rồi. Mà cái Đì Lăng anh em thấy cái mắt, cái đèn trước của nó nhìn giống như con mắt Phượng Hoàng vậy đó. Đó, nhìn nó rất là ngầu, nhìn nó rất là thể thao luôn anh em. Bởi vậy cái đèn này, và cái đèn nó cũng bự nữa, nên là khi mà ai mà dọn Đì Lăng mà chịu thay cái đèn này thì phải nói là nhìn vô chiếc xe nó cực kỳ giá trị, nó cực kỳ long lanh luôn. Đó, cực kỳ giá trị, cực kỳ long lanh, và nhìn vô nó đẹp liền. Tại vì một chiếc xe mà nhìn dọn ken hay không ken, đẹp hay không đẹp, một phần là do, phần lớn nữa là do cái dàn đèn nữa. Đó, cái dàn đèn nó rất quan trọng. Tại vì cái đèn nó long lanh thì anh em nhìn vô chiếc xe tự nhiên anh em thấy nó giật cái màu lên, nó giật cái màu sắc sắc của chiếc xe lên, và nhìn thấy cảm giác như chiếc xe nó mới, nó đẹp, nó ken liền. Đó. Rồi thì ở trong đây thì mình cũng đã thay vì cái bóng halogen là mình phải bỏ liền nha anh em. Bởi vì cái bóng halogen á, bỏ vô đây á, thì nó sẽ nóng cái chóa, đi thời gian lâu nó nổ chóa, mờ chóa, rồi mặt kiến ở ngoài nó bị vàng, nó bị ố, hoặc thậm chí là nó nóng quá nó nổ cái lớp xi luôn. Thì hồi trước tới giờ mà xe Đì Lăng mà đèn mà bị xấu á, là bởi vì cái bóng halogen, thì bây giờ phải bỏ liền cái bóng halogen đó và mình thay vô bằng một cái bóng đèn led. Đó, mình thay vô bằng một cái bóng đèn led thì thứ nhất nó sáng hơn rất là nhiều so với bóng zin, thứ hai nữa nó tiết kiệm điện, và thứ ba nó mát cái bóng này, nó mát cái chóa này, nên là anh em sử dụng thời gian dài không có sợ bị ố chóa, hư chóa hay là mờ chóa, nổ xi gì hết. Đó, và một cái bóng đề mi ở dưới thì mình cũng thay bằng cái đề mi là bằng led luôn. Đó, rồi tới cái dàn chân trước thì đây, vỏ thì em trai này thích cái kiểu gõ vỏ của Michelin City Rip, nhưng mà Michelin City Rip thì không có làm cho Đì Lăng, nên là mình thay một cặp là Daily Thai. Đó, thì cái vỏ này là của Indonesia nha anh em, chạy rất là ngon. Đó, nó sử dụng cái gai giống như của thằng Michelin City Rip. Đó, và nó là cao su mềm, chạy rất là bám đường. Cái vỏ này hiện tại bên mình là đang bán và đầy đủ mọi mọi size hết. Mọi size, và hiện tại đang bán và được anh em ủng hộ rất là nhiều. Giá cả cũng rất là dễ chịu luôn. Chỉ có khoảng 1 triệu mấy một cặp vỏ. Đó, 1 triệu mấy một cặp vỏ Đì Lăng như thế này thôi anh em. Của Daily, đó, của Indonesia. Và cái vỏ Daily Indonesia này thì đạt được mọi chứng chỉ an toàn của những cái mặt bằng chung của những cái vỏ xe
thương hiệu lớn trên thị trường, và cao su của nó là cao su mềm, chạy rất là bám đường, nên là anh em thoải mái khi sử dụng cái vỏ này. Đó, đặc biệt là nó có cái gai thể thao giống như Michelin City Grip nữa. Rồi, ok. Rồi, đĩa thì mình thay mới, heo thì mình phục hồi lại. Đĩa thay mới, heo phục hồi lại. Alo. Gì vậy? Chưa. Ừ. Thanh toán đi, chứ đang quay clip mà. Rồi thì đây thì heo thì mình là phục hồi lại. Sơn màu đỏ thì anh em cũng biết rồi, nãy mình có giới thiệu rồi. Đĩa thì đương nhiên phải thay mới, chứ đĩa xài lâu rồi thì nó sẽ mòn, nó khuyết nha anh em. Những cái chi tiết này là đương nhiên rồi, vì cái sự an toàn của mình nên là bắt buộc mình phải thay mới. Còn heo phục hồi lại thì thật ra là cái vỏ của con heo thì nó còn zin thôi, chứ còn ruột bên trong thì mình thay đồ mới hết rồi. Đó, bít tông đẩy nè, phốt nè, đó, phe gài đồ này nọ là mình thay đồ mới vô đây hết rồi. Bố thắng mới đương nhiên. Đó, cộng dây dầu làm mới lại, anh em thấy không? Đó, thông số đầy đủ luôn, nhìn nó rất là đẹp. Thì những cái nét đẹp đồ zin nó có cái nét đẹp là do là đồ nó còn đầy đủ thông số thì nó sẽ nhìn, nó sẽ bắt mắt và nó đẹp. Phục trước thì mình phục hồi lại. Đó, phục hồi lại toàn bộ cái ruột trước, phục trước. Ti thì là một cặp ti mới luôn. Tại vì cái phục cũ thì là cái cặp ti này nó đã bị xước rồi. Đó, nó đã bị xước, cái cặp ti phục cũ thì đã 20 mấy năm rồi. Thì có người thì ti còn đẹp, có người thì cái ti nó xước. Thì ở trường hợp này thì là cặp ti mình thay mới. Còn ruột ở trong đây, lò xo, rồi phe gài, ốc ác rồi này nọ, rồi dầu là mình thay mới hết nha anh em. Thì vậy mới gọi là phục hồi. Chén cổ thì đương nhiên là phải làm lại, tại vì 20 mấy năm đập, đảm bảo là chén cổ phải dập. Đó, chạy nó cà sượng nó rất là kỳ. Rồi thì tiếp theo nữa, trong đây thì những cái chi tiết mà đi sâu vô những chi tiết thì giống như là bạc đạn, bánh trước đó, phốt, che bụi này cái nọ là phải làm hết toàn bộ. Và ốc ác thì đã xi lại hết toàn bộ rồi, con nào còn zin thì giữ zin, con nào hư quá thì thay mới, con nào bị lô, bị lai thì thay con ốc zin, đúng zin của nó vô. Đó, thì anh em sẽ thấy là cái dàn ốc, ví dụ đây, hang ốc bắt dè này đây, nó rất là đẹp. Đó, cái cốt trước nè, anh em thấy không, ít mỡ nên là những cái góc cạnh khía rồi này nọ nó còn đầy đủ hết. Đó, ốc đĩa, đó, rất là đẹp luôn, hang ốc heo, đó. Đây, cận cảnh vô sát cho anh em coi hai ngóc heo. Xi xong thì cái màu nó phải mờ mờ như thế này mới đúng nha anh em. Chứ còn nếu mà xi mà bóng trắng sáng chen hết thì nó cũng không phải. Đó, cái bát kẹp dây dầu cũng là zin luôn. Rồi, ok. Thì bây giờ cái này mình đi ra đằng sau. Đó, thì hết cái dàn khu trước rồi. Thì mình sẽ đi ra tới cái khu sau. Rồi, đằng sau này thì những cái chi tiết nào, đề ba đầu tiên, một cái yên. Đó, yên thì phải là mai đúng theo cái body của nó. Chỉ hai lần chỉ, một lần ở đây, một lần ở đây. Và cái da thì mình đã thay bằng một cái da nhám. Đó, ngồi nó không bị tuột, không bị trơn trượt. Và thắng gấp nó cũng không bị xô cái người tới đằng trước. Chỉ thì mình đi chỉ đỏ cho đúng theo một cái phong cách là dọn kiểu sporty. Tem thì đương nhiên luôn anh em. Tem bắt buộc, anh em đã đi cái màu sơn này, tem là phải tem đỏ. Đó, ở đây là đỏ nền đen luôn. Đó, thì đi lăng nó có làm tem bạc nè, tem đỏ nền đen nè. Với lại, nói chung là nếu mà xe anh em muốn dọn màu gì mà muốn đổi cái chữ đi lăng này cho nó tiệp màu á, thì bên mình đều có thể làm được hết. Đó, lọc gió trong đây thì cũng đã thay mới. Nồi thì đã làm lại toàn bộ. Cao su sắt gác chân sau thì ngồi lâu nó sẽ bị mòn. Đó, ngồi lâu nó bị mòn thì đương nhiên phải thay mới. Và toàn bộ ốc ác, những cái ốc toàn bộ xe từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, những cái đế của cục cao su gác chân, cái lõi của cái cao su gác chân sau nó cũng bằng kim loại như thế này, thì mình đều xi lại hết toàn bộ nha anh em. Kể cả những cái như là lò xo nè, đó, phuộc cái chân chống thì đá nhiều thì nó sẽ mòn cái phần này, thì mình cũng đã thay mới. Lò xo xi lại. Đó,
cái phần chống đứng còn đẹp nên là mình xi lại, mình sơn lại, tĩnh điện. Bao anh em chắc cú luôn. Đó, chạy cỡ nào chạy cũng không bao giờ mà tuột màu hết. Lò xo thì xi lại, đó, xi đen, chỗ nào cần xi đen thì xi đen, chỗ nào xi trắng thì xi trắng. Rồi, nồi niêu xoong chảo trong đây thì đã làm hết rồi. Nồi thì mình phủ một cái bộ nồi cái lớp sơn là đen mờ và chấm cái chữ Honda đỏ lên cho nó nổi bật lên thêm. Đây đây. Xuống đây một chút xíu nữa thì phần máy móc. Thì máy móc thì mình để zin hết, không đụng chạm, không bổ, không xẻ gì hết nha anh em. Thì mình tẩy cái máy ra cho nó sạch sẽ, cho nó đúng với lại cái màu zin nguyên bản lúc mà mua xe. Ống xả cặn là một cái mà điểm rất quan trọng khi mà người ta nhìn vô đằng sau. Nhiều người chạy xe 1-2 năm thì cái ống xả cặn này nó sẽ bị vàng. Thì anh em nên đi thay cái ống cho nó đạt, cho thành trong mới, cho nó đẹp. Còn trong trường hợp này thì mình dọn hết toàn bộ nên là đương nhiên mình không thể nào bỏ qua cái chi tiết này. Đó, nguyên một cái ống xả cặn mình thay đồ mới vô, rất là đẹp luôn. Ốc ác thì anh em thấy không, xi nó sáng choang. Những cái càng thắng nè, lò xo càng thắng nè, đầy đủ hết. Đó, bánh quay nhẹ nhàng cực kỳ. Rồi, đây thì hồi nãy nói về cái phần đèn đằng trước á. Nguyên một bộ đèn từ trước ra sau của nó thì hơn 10 triệu thì nó sẽ bao gồm là một cái pha đèn trước, hai cái xi nhan trước, luôn đế và nguyên một cái đèn lái sau mới 100% như thế này, luôn đế nha anh em. Luôn đế nha, chứ không phải là thay cái mặt kính ở ngoài thôi mà thay luôn cái ruột đế bên trong. Bởi vì anh em xài lâu rồi đó thì đa số, đại đa số là cái phần xi của cái đế đèn á, nó sẽ bị nổ và nó sẽ bị đen, nó bị nám. Thì anh em, và chưa kể nữa anh em tháo ra tháo vô nhiều nó gãy những cái chân bắt vô cái đèn. Thì đa số là mình sẽ thay, đã thay nguyên bộ trước thì thay luôn nguyên bộ sau. Đó là long lanh nhất, đẹp nhất. Và những cái chi tiết anh em thấy không, vàng mũ với lại vàng đèn nè, nó khít với nhau cực kỳ luôn. Đó, không một điểm hở. Rồi, đây thì miếng phản quang chưa lột keo luôn nha anh em. Đó, xe thì còn 4 số luôn, nhìn rất là uy tín. Đó, 4 số luôn là nhìn là uy tín nè. Đã vậy còn số đẹp nữa, thì anh em cũng biết rồi đó. Đã biển số dày mà còn thêm số đẹp nữa thì phải nói gọi là xuất sắc. Đây, rồi, sẵn lột keo giùm anh chủ xe luôn. Đó, đây, miếng phản quang mới tinh, chưa xé siêu, sẵn xé siêu luôn. Rồi, ok, xé ra xong phải bỏ túi nha. Đó, chứ mất công mấy bạn nói mình xả rác nữa. Đó, mình rất là dì môi trường anh em. Rồi, ok, tiếp theo, bên phía bên đây thì đương nhiên rồi, thì mình đã đen mờ hết toàn bộ như thế này thì cái ốp bô mình cũng sơn đen mờ luôn. Cái vỉ bô bên ngoài mình cũng sơn đen mờ luôn. Và cặp phuộc thì nãy mình có giới thiệu với anh em, thì cặp phuộc SH đó mình sơn lại cặp lò xo đỏ. Rồi thì những cái chi tiết nữa như là lốc máy, đây sát sát vô đây cái. Đây lốc máy thì cũng chà trắng sạch sẽ ra hết rồi. Nắp nhớt thì thay bằng một cái nắp nhớt caret bên mình. Đó, sẵn là vừa đẹp xe mà nó vừa chống hắt luôn anh em. Rồi, đó, xe thì xám xi măng, nhìn rất là ok. Rồi, thì tổng quan chiếc xe thì nó cũng chỉ có như vậy thôi. Và một chiếc xe zin thì quan trọng nhất là của nó là dàn sơn làm cho đẹp, rồi tới dàn đèn, rồi tới ốc ác. Đó, rồi đặc biệt thêm nữa là những cái tem thông số dán lại đầy đủ hết. Đó, thì nhìn vô chiếc xe là anh em kiểu cảm giác mà thêm thông số đầy đủ, nhìn vô chiếc xe thì giống như là cái xe mình mới mua vậy anh em. Nó chứ không phải là nhìn kiểu nó giống xe mới dọn. Đó, kiểu như là xe mới mua, mới tinh hết toàn bộ, nó đầy đủ hết ABCD mọi thứ. Đó, rồi thì một chiếc đi lăng đã dọn xong thì bây giờ khách đang ngồi chờ ở tiệm luôn. Đó, chuẩn bị giao khách. Thì xe này nó còn thiếu sót một cái là chưa có lên cái ổ khóa smart key, nhưng mà thì vẫn còn sử dụng cái chìa khóa zin. Thì cái này là sau này đó, sau này thì em trai còn tính lên thêm đồ chơi với lại ổ smart key rồi thêm đồ này nọ nữa. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ chụp hình gửi tới anh em một bộ hình chi tiết về con đi lăng mới sơn dọn mới hết hoàn toàn từ trong ra ngoài màu xám xi măng. Đó, phối thêm kiểu dàn chân sporty. Đó, nhìn cho nó vừa đẹp mà nó vừa thấy phê chiếc xe nữa anh em. Rồi ok, xin cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip sau. Nếu mà anh em có nhu cầu mà dọn xe, làm xe thì anh em nhớ liên hệ mình tại địa chỉ là 57C Bình Thới, phường 11, quận 11. Đó, số điện thoại là 0939 66 3828.